Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lab Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 390 được mang tên là Pháp chỉ tàn tiên của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ tác giả Thường Đông diễn đọc Lab Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở ở cái đoạn đầu này có thể nó hơi ồn chút xíu nha mọi người. Mặc dù Lát là cái phòng cách âm rồi nhưng mà cái phía cái vách ở bên nhà của Lab còn cái cánh cửa này nó chưa cách âm mà. tốt lắm vì vậy mà gia đình lát à, nói chung là ba của lát có bạn bè lại nhậu <laughs> nên nói chuyện hơi lớn tí xíu nó sẽ lâu lâu nó sẽ ảnh hưởng một chút xíu cho đây nha trưởng lão của thiên nhân tộc tiến vào trong và nhìn thấy nhân vật trọng yếu của các đại giáo khác trong sảnh lớn, thậm chí có cả các giáo chủ nên lấy làm kinh hãi. Vừa nãy vị trưởng lão của thiên nhân tộc còn cảm thấy mình đã hạ thấp lắm rồi, khi bị người cự tuyệt mà hắn cũng không hề rời đi, xem như đã cho bức lão sơn quá nhiều mặt mũi rồi. Nhưng mà giờ nghĩ lại chỉ có thể xem là lý trí. Có thể trở thành sứ giả tất nhiên sẽ biết cách ăn nói, vì trưởng lão của thiên nhân tộc này rất lịch sự, chứ không hề đề cập tới chuyện xưa kia, chỉ là ưỡn chuyển biểu đạt nguyện ý đưa ra chút bồi thường bồi thường thứ gì thạch tử lăng lạnh lùng hỏi hắn cũng đang ôm cái bụng tức giận cảm thấy việc làm năm xưa của tộc này quá cay nghiệt vị trưởng lão này bí mật truyền âm nói rằng sẽ đồng ý đưa phi tiên thạch cho thạch thảo mượn ngày sau trả lại cũng được đối với cái vấn đề này thì thạch tử lăng chỉ hờ hững đáp lời thạch thảo thì lại cười cười chứ không hề nói cái gì hắn biết khối tiên thạch này quá nữa là bánh bao đánh chó một đi không trở lại hoặc là cũng chỉ có thể đợi Vân Hy mang về mà thôi. Tiếp đó hắn đề cập tới việc năm xưa, thiên nhân tộc quá thu bỉ, không nên chỉ trích Hoang. Đồng thời hắn cũng nhấn mạnh rằng, Vương Hy năm xưa từng vui vẻ hợp tính với Hoang, vốn là tri kỷ nên hiện tại sẽ đồng ý đưa nàng xuống hạ giới với Thạch Hạo. Bên trong cung điện này còn có những sứ giả của các đại giáo khác, thậm chí còn có cả giáo chủ nữa. Những lời này đáng lẽ phải truyền âm nhau, thế nhưng Tần Di Ninh lại không cho hắn cơ hội đó, chỉ dưới trường hợp gặp mặt sứ giả của thiên nhân tộc thì mới có cơ hội nói rõ được rất nhiều người trong cung điện lộ ra vẻ khác thường không ít người bắt đầu xì xào nghị luận khiến cường giả của thiên nhân tộc đó bừng cả mặt bởi vì thiên nhân tộc là một đại giáo dù cho hiện tại đã sa sút nhưng uy danh vẫn còn đó thời thái cổ từng xưng bá xưng hùng ở ba ngàn châu này mặc dù không cách nào có thể so được với năm xưa thế nhưng vẫn còn có tiếng tâm có nội tình có tàn dư của sự huy hoàng hôm nay lại phải ăn nói khép nép khiến người khác kinh ngạc vô cùng một thiếu nữ với áo tím đi vào trong cung điện mái tóc tím bồng bềnh rủ xuống làn da trắng mịn hồng hào con mắt to tròn dáng ngọc yêu kiều dung nhan chim sa cá lặn dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường loại xinh đẹp như vậy không cần phải nhiều lời làm cái gì đã khiến cho một ít cấp bậc trưởng lão cũng phải lộ ra vẻ khác thường âm thầm chấn động theo nên biết những người này đều là các lão yêu quái đã sống vô tận năm tháng tâm đã sớm vững chắc trước hồng trần rồi. Sắc mặt của Vân Hy ứng đỏ, đầy lúng túng, đồng thời mang theo vẻ ảo não. Tới từng tộc trong hoàn cảnh như vậy và gặp mặt nhau trong trường hợp như thế này, khiến cho nàng cảm thấy mất mặt. Vì việc sắp xếp của người trong tộc thì nàng cũng không cách nào cãi lại được. Trước kia nàng tâm đầu ý hợp với Hoang, thế nhưng hiện tại lại bị tộc nhân đẩy ra ngoài, cơ bản không coi là giao du bình đẳng với nhau. Khi nghĩ tới quan hệ cũng như nhìn lại tình cảnh hiện giờ thì chỉ biết lắc đầu. Dương Hy, nàng ngồi đi. Thạch Hạo mời nàng ngồi vào chỗ, cũng không muốn nhìn thấy nàng bị người khác nhìn chằm chầm và lúng túng nơi ấy. Trưởng lão, ta không phải hạng hóa, ta là một thiên nhân có linh hồn. Vân Hy không có nói thẳng trước mặt của mọi người, mà là bí mật truyền âm. Nàng đang phản kháng, thế nhưng cũng không muốn người khác biết được, lại xem là chuyện cười của thiên nhân tộc nữa. Thế nhưng mà ở đây đều là cao thủ cả, thì có mấy ai không thể nghe ra lời truyền âm như vậy, ít nhất là những giáo chủ kia cùng với những thái thượng trưởng lão đều có thể nghe được bởi vì tu vi của nàng còn không đủ thạch hạo tất nhiên cũng nghe được lời này trưởng lão của thiên nhân tộc cũng nhìn thấy được vẻ mặt khác thường của những người còn lại nên liền hiểu ra lập tức mặt mày tối sầm lại và trong lòng cũng có đôi chút tức giận hôm nay thiên nhân tộc đã bị mất sạch mặt mũi mấy lần rồi ta rất thích đứa nhỏ này cứ để nó lưu lại đi ông có thể rời đi được rồi tuy rằng tu vi của tần di ninh không thể so được với bọn họ nhưng mà con trai trưởng của mình lại có thể uy hiếp bọn họ nên đủ tự tin để nói như vậy cũng không phải là ý thế hiếp người mà là vì căm tức thiên nhân tộc tộc này đã làm cái loại chuyện kia nên nàng cũng chẳng cần thiết phải cung kính làm cái gì tình hình trở nên căng thẳng dù sao đây cũng là thiên nhân tộc đã từng là cực tộc xưng hoàng ở ba ngàn châu này và có lực ảnh hưởng cực lớn vì vậy có mấy người đứng ra hòa hoãn lại tiếp đó không lâu thì lại có thêm một ít đại tộc lại tới bởi vì bọn họ biết không biết thạch Hào sẽ rời đi lúc nào hiếm khi lội cái mặt ra ở bức lão sơn nên ai nấy đều dồn dập tới hóa giải mâu thuẫn bên trong cũng có không ít cựu địch có chút ân oán cũ cùng với một vài người không quen biết tất cả cũng chỉ vì muốn giữ gìn cái mối quan hệ việc khiến người khác kinh ngạc chính là bên trong cũng có người của ma quỷ viên tới nữa bọn họ không có tặng quà thái độ như không muốn hóa giải thứ gì cả tới đây cũng chỉ là muốn thám thính tình hình có đúng hay là không mà thôi tiếp đó con người của minh thổ cũng tới bọn họ khá là lịch sự tuy rằng bộ khung xương màu đen mang theo tử khí u minh thế nhưng vẫn đưa tới một phần lễ vật thiên quốc cũng có người tới lễ vật cũng giống như thế nhưng thái độ hừ hững hiển nhiên cũng muốn tới tìm hiểu tình hình những người này tới đây đã khiến cho nhiều người khiếp sợ ít nhất có thể thấy được trong thời gian ngắn quan hệ của mấy chủng tộc lớn này sẽ không chuyển biến xấu với hoang trong mắt của mấy người sự cuộc khởi của hoang là điều tất yếu không thể ngăn cản Bọn họ cảm thấy năm xưa những người này từng có thù hận rất lớn với Hoang, bình thường sẽ khó có thể hòa giải được, nhưng mà hiện tại nhìn dáng vẻ thì chắc chắn đã âm thầm đạt được thỏa thuận gì đó rồi. Tuy rằng những bộ tộc này không quá nhiệt tình, thế nhưng vẫn kinh động càng nhiều đạo thống hơn, kết quả lại dẫn tới một nhóm người tới bái phỏng. Bẩm báo tại phường giáo Đà Ma Giá Lâm. Có người tới bẩm báo. Sau khi mọi người nghe được thì chấn kinh. Đây là một vị cường giả của Tây Phương Giáo với địa vị tôn sùng, vô cùng mạnh mẽ, đã sống trong năm tháng xa xôi. Đà Ma tới, hắn khoác lên trên người cái tấm tư lụa rách nát đỏ đậm như máu, bên trên khảm nạm những đường kim tuyến đứt gãy khiến người cảm thấy cổ xưa. Rất nhiều người chứng kinh, đây là một món đồ cổ phải trên một kỷ nguyên, là một bảo cụ phòng hộ chuyên biệt áo cà sa của dòng dõi cổ tăng. Đà Ma đưa lên một phần lễ vật, đó là một hạt châu không hề có ánh sáng lộng lẫy gì cả, màu vàng nhạt lấm tấm điểm đen kết quả là vô úy sư tử ở bên cạnh thạch hạo với ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm không tha đây là một viên xá lợi tử của cổ tăng có giá trị liên thành lại trở thành lễ vật cho thạch hạo rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt di vật hơn một kỷ nguyên trước của cổ tăng bất luận là một thứ nào cũng đều là trân bảo huống chi đây là một đạo cốt cuối cùng được lưu lại sau khi tịch diệt vậy thì lại càng kinh người hơn dù cho cựu án tới mức nào Thì dương sái lợi tử này đủ để quá giải đó Hoàng Kim Sư Tử âm thầm nuốt nước bọt Nhìn chầm chầm vào thứ này Tây phương giáo sâu không lường được Cũng chỉ có bọn họ mới có thể đưa ra vật như vậy Thạch hạo không hề ngại ngùng mà tiếp nhận Tiếp đó Việc làm cho người khác giật mình hơn chính là Người tới nhà lại tới từ biên hoang Có gia tộc của Thác Cổ Ngự Long Có gia tộc của Vệ Gia Tứ Hoàng Đây đều là thế gia trường sinh đương nhiên nhóm thế hệ trẻ tuổi như là thác cổ ngự lông cũng chưa hề xuất hiện vẫn còn đang du lịch bên trên cửu thiên trong thời gian ngắn khó có thể quay về được việc này đã gợi nên náo động lớn ngay cả gia tộc trường sinh cũng xuất hiện và tới tiễn đưa đã khiến cho một ít đạo thống của ba ngàn châu chấn động sâu sắc càng ngày càng cẩn thận hơn tới lúc này thì bọn họ đã hiểu rõ chiến tích của hoàng ở đế quan sợ còn muốn sáng lạng hơn trong lời đồn nhiều nếu không tại sao được như vậy chứ tiếp đó bổ thiên giáo cũng có người tới đây là đạo thống của ba ngàn châu và lệ thuộc vào bổ thiên đạo của cửu thiên. Bọn họ đưa tới một bức thư nói rằng, Nguyệt Thiền và Thanh Y chuẩn bị dung hợp và sau đó là quy nhất. Nếu như Thạch Hạo không gấp gáp gì thì cố gắng chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Tới lúc đó nàng sẽ xuống ba ngàn châu này. Người của bổ thiên giáo cũng không chỉ đưa mỗi phong thư mà cũng biểu đạt trong lời nói đầy uyển chuyển của mình, vô cùng khách khí trò chuyện với từng di ninh. Mọi người đều biến đổi sắc mặt. Bổ thiên giáo mạnh mẽ tới giường nào chứ? có chủ dựa là bổ thiên đạo ở ngay trên cửu thiên có thể nói là cây lớn rễ sâu lương dựa vào đạo thống của trường sinh bất hủ thánh nữ của bọn họ trước giờ không thể lập gia đình được nhưng hiện tại lại đang ngỏ ý rất rõ ràng rồi <laughs> thật là buồn cười mà một kẻ đã chết mà thôi thì cần các ngươi tới quá giải thù hận làm cái gì chứ nhưng vào lúc này chợt có tiếng cười đầy lạnh lùng truyền tới ngay lúc đang ở bên ngoài tầng tộc thì đã chấn động cả trời cao như sóng to gió lớn khuất tán ra bởi vì mọi người đều biết rốt cuộc cũng có một kẻ tàn nhẫn đã tới rồi vẫn có người cho rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ chịu phục nhất định sẽ có người tới quấy phá trước khi hoang rời đi và giờ thực sự đã xuất hiện rồi giữa bầu trời có một luồng sóng máu cuộn trào tựa như ánh đỏ lại giống như là hoa bỉ ngạn nở rộ rất là yêu tà là người thiên quốc mấy người giật mình đó là khí tức của sát thủ thiên quốc nhân vật trọng yếu của tộc này đã xuất hành, bình thường lộ mặt như vậy thì biểu thị cho giết chóc cùng chinh phạt. Đương nhiên tình huống như vậy thì rất là hiếm thấy, bởi vì bọn họ thích đi lại trong bóng tối, đánh giết ở sâu lưng, rất ít tình huống sẽ lộ diện ngay ở bên ngoài. Chỉ có khi bọn họ chắc chắn không e sợ cái gì, ra tay thì sẽ chắc giết được đối thủ thì mới có nhân vật trọng yếu như vậy xuất hiện, dùng sự mạnh mẽ để lập uy. Đạo hữu của thiên quốc, ngươi tới đây để làm gì? Muốn quấy phá bức lão sơn của ta sao? Tần Trường Sinh lên tiếng, hắn đứng thẳng dậy và nhìn về phía ngoài của cung điện. Bên ngoài sơn môn từng tộc ngập tràn màu máu, sống thần lực mạnh mẽ dâng trào sắp sửa trùng kích vào tận sơn môn. Tần Đạo Hữu, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta tới đây cũng chẳng phải nhằm vào tần tộc, mà chính là cái tên nghiệp chướng thành ảo kia thôi, hoàn toàn không quan hệ với những người khác đâu. Trong hư không truyền tới tiếng nói lạnh lùng, sương máu trở nên mãnh liệt và đầy nồng đậm, Ngươi làm quá rồi đó Đây là từng tộc ta Đứa nhỏ này là hậu duệ của bộ tộc ta Tần trường sinh bước ra khỏi cung điện Và nhìn về phía nơi sâu trong mây máu kia Ngay cả thạch Thảo cũng đứng bật dậy Rời khỏi cung điện Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc Trước kia người của thiên quốc đã xuất hiện Và rất lạnh lùng đứng trong cung điện này Quả nhiên không phải vì hóa giải ân oán Mà là nắm rõ tình hình Hiện giờ muốn động thủ rồi Chỉ là mọi người rất nghi hoặc Thiên quốc có thể bắt được hoang sau. Rất nhiều người cảm thấy nếu như chỉ mỗi thiên quốc thì thực sự là quá phiêu lưu, trừ phi lời đồn về lai lịch đầu nguồn của thiên quốc là sự thật, nếu không lần này khả năng sẽ đá trúng tấm sắt vậy rồi. Là phó giáo chủ của thiên quốc á. Có người thì thầm, khi cảm ứng được cái luồng khí tức kia thì đã biết người tới là ai, cũng không phải là chủ thiên quốc mà chỉ là một phó giáo chủ. Mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc cùng với chút quái lạ. Bất lão sơn trước có khí pháp nghe Chúng ta không muốn là địch Chỉ là tầng đạo hữu quá nữa sẽ không bảo vệ được hắn đâu Lần này dù ai tới cũng đều vô dụng thôi Âm thanh ở trong huyết vụ kia tiếp tục truyền tới Tường trường sinh tái mặt Chỉ là một tên phó giáo chủ mà cũng dám nói như vậy với hắn Lập tức vùng mạnh ống tay áo Âm âm thiên địa nổ tung Một luồng cuồng phong mang theo mảng lớn tia chớp gào thét tới Nhưng mà nơi đó rất yên ắng Toàn bộ gió và điện đều bị hấp thu Đạo hữu của thần tộc Hà tất phải nói giận như vậy chứ Một giọng nói già nua vang lên Một người khác xuất hiện Người phương nào Một ít cường giả của từng tộc quát lớn Bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực Đồng thời trong lòng hiện lên bóng mờ Khi thế cùng gượng sống ấy quá kinh người Khiến ai ai cũng khó chịu Trong lòng tựa như bị một tảng đá cả vạn cân đè lên Ngay cả thạch hạo cũng kinh ngạc trong lòng Cảm thấy không lành <laughs> Tiếng cười ấy rất càng rỡ và cũng rất già dạ nua. Một bóng người hiện lên và được sương mù màu trắng bao quanh, thân bí và mạnh mẽ. Lúc hắn phóng thích uy thế thì toàn bộ cổ địa của từng tộc đều rung rẩy, núi sông như muốn sụp đổ. Cũng may là nơi này có đại trận bảo vệ, có phù văn kinh thế. Nếu không hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, hết thảy sơn hà sẽ hóa thành bụi rừng. Đây là một vị chí tôn, một sinh linh mạnh mẽ lại tự mình hiện thân ở ngay từng tộc này. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, Từng người chấn động cùng đau đầu không thôi, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Sau lưng bóng người kia xuất hiện một tòa cổ điện dính đầy gỉ đồng, to lớn nguy nga, rất chân thực và cũng rất là khủng khiếp. Rất nhiều người kinh sợ vì nhận ra đó là cái vật gì, lại là tiên điện. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều biết là ai tới. Chủ tiên điện, vì tồn tại có tuổi thọ cổ xưa nhất kia, là chí cường giả của mạch này, là một vị chí tôn. Ai cũng nói hắn đã sinh sống từ năm tháng xa xôi, thực lực đáng sợ, trường tồn từ xưa. Thế nhưng từ thời cận cổ đại cho tới bây giờ vẫn rất ít xuất hiện, luôn trốn bên trong tiên điện bằng đồng kia, bởi vì tuổi thọ gần hết rồi. Nào ngờ được hôm nay hắn lại xuất hiện và rời khỏi cổ điện kia. Hơn nữa mọi người nhìn thấy được tiên điện bằng đồng kia chỉ là hình chiếu chứ không phải là thực thể, thế nhưng lại tản ra từng luồng uy thế tiên đạo. Tất cả mọi người đều ý thức được hôm nay gặp phải phiền phức lớn rồi. Hey, đạo hữu giá lâm nơi đây Thực sự là để mắt tới một tên tiểu bối như ta đó Từng trường sinh thở dài Vị tồn tại này của tiên điện Hoàn toàn không cách nào suy đoán ra được Nếu như bàn về việc độc đấu Thì hiện tại trong lĩnh vực nhân đạo của ba ngàn châu Khả năng không một ai có thể áp chế được hắn cả Ta đã hiện thân Vậy ngươi cũng nên biết Sẽ không đi tay không mà trở về chứ Chí tôn của tiên điện nói Từng trường sinh ngẩng đầu quan sát thật kỹ cái mạng xương trắng kia rồi nói nhưng bất lão sơn ta cũng chẳng phải là nơi để mặc cho người khác nhào nặng những người nơi này đều yên tĩnh tính tới cuộc tranh đấu của từng thứ này thì không một ai dám dễ dàng dính vào hơi một tí sẽ là diệt giáo mọi người đều biết chủ bất lão sơn tuy rằng không phải là chí tôn thế nhưng hắn lại có chủ dựa và có niềm tin nơi này có một món chí bảo là pháp khí vô thượng ngũ hành sơn lai lịch của nó rất là kỳ lạ không chỉ là pháp khí tiên đạo mà còn có một bí mật khó có thể tưởng tượng ra được nghe đồn nó được phát hiện bên trong một cổ giới tàn tạ nào đó. Bên trên của nó từng có vô số di hại thần ma, tất cả đều là do nó dựng dục mà thành, đã từng nâng đỡ lấy chư thiên thần ma. Tương truyền có thể nó là dụng cụ để khai thiên tích địa, đương nhiên cũng chỉ một số ít người từng nghe như vậy mà thôi. Loại pháp khí này số lượng cũng không nhiều, hoàn toàn khác với tiên khí thông thường. Nó được dựng dục tự nhiên từ trong hỗn độn. Tuy rằng chưa chắc đã có thể áp chế được tiên khí, thế nhưng lại dính tới khởi nguyên của một giới xa xưa tới mức không tài nào tưởng tượng ra được, thậm chí có thể tìm hiểu về trước cả thời tiên cổ, rất đáng để nghiên cứu. Nó nằm yên lặng không lay động trong cái vũ trụ tàn tạ kia, chìm nổi trong vô tận năm tháng và bị từng trường sinh mang về. Lúc phát hiện ra thì nó lại càng có cảnh tượng khiếp người xuất hiện. Trên ngọn núi tựa như có năm ngón tay cùng tồn tại, tất cả đều là thần linh tiên thiên, đều là thi hại thần linh nguyên thủy nhất. Đáng tiếc là sớm đã chết từ lâu, nhưng cũng đủ để chứng minh được là do ngũ hành sơn dựng dục mà thành. Nếu không phải ngọn núi này tựa như là đang phong ứng thứ gì đó thì nó đã mạnh mẽ hơn hiện tại rồi. Ta cũng biết đạo hữu sẽ mượn nợ uy phong của tiên sơn muốn mở ra phong ứng của nó. Nhưng mà lần này hoàn toàn khác, hoàng đã đắc tội với chân tiên rồi. Chí tùng tiên điện lạnh lùng nói, lời này vừa ra mọi người cảm thấy ý lạnh tới tận xương. Có người cũng đã hiểu ra chuyện gì, tiên điện còn có một vị tàn tiên đó chính là đầu nguồn thực sự của đạo thống này hiện giờ đã không còn là bí mật gì nữa và gần đây từng lan truyền cái vị tăng tiên này khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó khoan còn không mau ra đây nhanh chóng tiếp nhận pháp chỉ nhưng lúc này ông lão của tiên điện quát lên hư không nổ tung thiên địa bên ngoài của từng tộc nước toát và một tờ pháp chỉ vàng ống mang theo tiên khí cũng uy thế vô thượng hàng lâm xuống dù cho có trận pháp bảo vệ thì vô số người bên trong tầng tộc cũng không cách nào chịu đựng nổi, từng người đều rung rẩy, từ tận linh hồn. Tờ pháp chỉ kia không hề có sát khí và cũng không phải là pháp lực chân chính, có cũng chỉ là một luồng khí thế khó hiểu. Kết quả đã làm cho vô số người sụi lơ hai chân và mềm nhão quỳ trên mặt đất. Bên trong số này gồm có những giáo chủ. Thân thể của Thạch thảo phát sáng, hắn rút ra kiếm thay đại la bảo vệ cha mẹ của mình, dùng thân binh này để chống đỡ, không cho người thân quỳ xuống cũng trong lúc đó nơi sâu trong tầng tộc đột nhiên phát sinh ra năm luồng thần quang chiếu rọi khắp nơi trong tầng tộc chặn đứng cái luồng uy thế kia và làm biến mất cảm giác rung rẩy cho mọi người nếu không ai cũng không thể ngăn cản nổi tất cả mọi người đều ngơ ngác đó là pháp chỉ của tàn tiên không cần nghĩ nhiều thì cũng biết chắc chắn là như vậy chỉ như vậy mà đã mạnh mẽ như vậy rồi vậy ai dám so tài đây hiện giờ nhìn lại cũng chỉ có ngũ hành sơn mới có thể chống cự mà nhân lực lại không phải là đối thủ của nó Hả? Tàn tiên sao? Lúc ở linh giới thì đã bị ta diệt đi một dấu ấn rồi. Hiện giờ cũng không biết nhục mà lại bắt ta phải tiếp pháp chỉ hả? Thạch Hảo nói. Khi mọi người nghe như vậy thì đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng đã nghe qua và cũng suy đoán ra được. Thế nhưng sau khi được chứng thực thì vẫn chấn động không thôi. Rất nhiều người đều choán ván đầu óc. Hoàng nghịch thiên như vậy sao? lấy đồ sát qua ứng ký của tiên ở trong linh giới sao? Trong mắt của mọi người, nhất định là do linh giới đã áp chế cấp bậc tàn tiên, song phương chém giết cùng cấp với nhau và tàn tiên đã ăn thịt thòi lớn, nhưng dù như vậy thì cũng đủ chứng minh sự khủng khiếp của Hoang rồi. Thiền tư của hắn ngay cả tàn tiên cũng phải thua kém nữa. Mưa ánh sáng lúng phúng, tờ pháp chỉ vàng ống rực rỡ trong hư không kia tựa như là một vườn thái dương chiếu rọi tứ phương, thần thánh vô cùng. Bên trên có những chữ cổ khắc dấu vào trong hư không, phát sinh ra tiếng nổ vang rền. Đại ý là bắt thạch hạo tới thiên điện để nhận tội. Nếu đi tới, sẽ còn mạng sau, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết tôi tổ gan, Người chăm khăn thử không sao Chí tôn của thiên điện quát lớn Ta đây ngay cả tạng tiên cũng dám giết Thì còn sợ gì một tờ giấy dụng chứ Tha thảo chẳng thèm để ý tới Bởi vì dù cho có cúi đầu Thì cũng chẳng có kết quả tốt nào Nếu như vậy cứ chấn kinh mỗi người cho rồi Hành động này là đang hò hét Chỉ trỏ với tạng tiên Thấu tìm đường chết chí tôn thiên điện chỉ nói bốn chữ như vậy ánh mắt của hắn lạnh lẽo như tia điện trong màn sương trắng rồi từ từ vung một bàn tay về trước tiếng rung mạnh vang dội đại trận của tần tộc cảm ứng được nên phát ra ánh sáng chói mắt ngăn cản lại cái bàn tay lớn kia Sinh <laughs> linh thiên đạo kia cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi tại sao mà chính lão không chịu tới đây đi có phải là không thể nào hành động được không nếu không sẽ bị chết hả thạch hạo cười khẩy rồi nói hắn đã biết nơi tiên điện có một dòng tiên tuyền có thể ung dưỡng nguyên thần và thân thể. Nếu không thì tên tàn tiên kia sớm đã chết rồi. Mà lần này tàng tiên bất ngờ bị trọng thương nên càng không thể rời khỏi nơi đó được. Lòng lão sĩ nhục trân tiên, tôi không thể tha thứ. Chí tôn tiên điện lạnh giọng nói, bàn tay lớn chấn động đột phá cái màn ánh sáng trận pháp phòng ngự của tần tộc. Đạo hữu, người quá rồi đó. Tường trường sinh mở lời, thời khắc này nơi sâu trong tường tộc của thần quan năm màu mang theo khí thế bàn bạc tràn ngập ra ngoài không mở ra phong ấn thì khó mà chặn được bộ pháp tiên điện ta chí tôn của tiên điện lạnh lùng nói tuy rằng nói là như vậy thế nhưng hắn vẫn lùi về sau một chút sợ ngũ hành sơn sẽ đột nhiên mở ra phong ấn rồi đánh giết mình dù nói gì đi nữa thì ngày hôm nay cũng không một ai có thể cứu được ngươi chí tôn của tiên điện nhìn chăm chăm thạch thảo rồi lại nhìn về hào quang năm màu kia giả điên làm chi cho mệt vậy thạch hạo quát lớn ngôn ngữ đầy bất kính <laughs> hôm nay dù cho ngũ hành sơn có mở ra thông ống thì cũng không thể thay đổi được hiện thực đâu chí tôn thiên điện miệng tụng chân kinh như muốn kêu gọi ra cái thứ gì đó loẹt xoẹt hư không rãn nứt và một cây cờ lớn bay phần phật từ trên cửu thiên xuống cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của thạch thạo việc này khiến cho hắn ngây người rồi chợt ngẩn đầu trong lòng nổi sóng gió chập trùng đây chính là tấm vải cuốn tiên vương là một chiến kỳ tiên cổ đã lập công ở cuộc đại chiến ở biên hoang đây là chí bảo trên cửu thiên thuộc sở hữu của gia tộc trường sinh hiện tại lại là giáng lâm xuất hiện trong tay của hắn hiển nhiên đã có người đưa xuống giới này cho hắn mượn và đang để tâm nơi này khi suy nghĩ cẩn thận thì hơn phân nữa là do hai ông lão của tiên viện hoặc là thánh viện ra tay rồi thạch hạo từng nghe nói lão tổ phong tộc muốn hạ giới trừ khử hắn và cũng chính hai cái lão nhân này đã ngăn chặn lại hiện giờ bọn họ lại giúp đỡ có thể hiểu được bởi vì mạnh thiên chính có quan hệ thân thiết với bọn họ sở dĩ bọn họ giúp đỡ thạch hạo cũng đều là mặt mũi của mạnh thiên chính thạch hạo thở dài khi nghĩ tới đại trưởng lão thì trong lòng đầy chua xót trời đố kỵ anh tài mà cỡ nào chí tôn của thiên điện ngừng lại rồi lạnh lùng nhìn về phía hư không vào lúc này thạch hạo giơ cao cờ lớn rồi giết thẳng ra ngoài đây chính là tấm vải quấn tiên vương có thể ngang hàng với pháp khí tiên đạo hoàn chỉnh uy lực mạnh mẽ không gì sánh được lúc ở biên hoàng thì vật này có thể ngăn cản được bất hủ quấn vải liệm hiện tại có thêm cán cờ đây chính là được chí tôn nối liền thế nhưng cán cờ chắc chắn không phải là binh khí tiên đạo nhưng chỉ cần có lá cờ là đủ rồi thạch thạo vung mạnh cờ lớn rồi xé rách trời cao Quất thẳng về chí tôn của tiên điện uy thế cương mãnh không gì sánh được chấn động tâm hồn tất cả mọi người đều ngây người hoàng thực sự rất đáng gờm lại có gia tộc ở cửu thiên thế giúp đỡ mà thời khắc này tất cả mọi người đều ngẩn ngơ bởi vì uy lực của cái lá cờ lớn này quá mạnh mẽ nó đánh nát cả bầu trời rồi quật ngã nhào chí tôn của tiên điện chính xác đại nhân vật siêu cấp kia đã quá bất cẩn mà tụ cho rằng bàn tay lớn vung tới là có thể bắt lấy thạch hạo kết quả cái tấm vải quấn tiên vương kia phức mạnh tiên uy vô thượng cuộn cuộn tuy rằng không có đánh trúng hắn thế nhưng vẫn khiến cho hắn bay ngược ra sâu. Mọi người đứng ở dưới mặt đất đều chứng kinh, ngũ hành sơn phát sáng bảo vệ từng tộc, nếu không thì sức chấn động kia đủ để hủy diệt nơi này, khí sát phạt đáng sợ và nồng nặc vô cùng. Tiểu bối, người dám sĩ nhục ta! Chí tôn của tiên điện lạnh giọng nói, rồi xuất thủ lần nữa. Đỉnh cao nhất trong nhân đạo, giơ tay là có thể chụp xuống nhật nguyệt. Thế nhưng mà khi đối mặt với cái tấm cờ lớn này thì hắn rất kiên kỵ, bó tay bó chân, không dám va chạm trực diện. Thạch Hạo lại tung ra một đòn, tấm cờ lớn chém ngang tựa như thiên đao chém phá vũ trụ lớn, cắt đứt bầu trời xanh, khiến cho thân thể chí tôn của tiên điện lại lần nữa bị đánh vút về vực ngoại. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, pháp khí tiên đạo này khiến cho hắn tức giận, không dám chạm trán chính diện. <laughs> Lão già, chạy đi đâu đó? Thạch Thảo tung người lên trời cao rồi đuổi theo sau. Tất cả mọi người đều ngây người, hoàng lại dám truy sát cả chí tôn của tiên điện, đây tựa như là nói mơ giữa ban ngày vậy. Mọi người đều biết sự lợi hại của Hoang, thế nhưng dù sao hắn vẫn chưa có đặt chân vào lĩnh vực kia thì làm sao có thể truy sát tồn tại cấp bậc đỉnh cao nhân đạo này chứ? Người đã chọc tức ta rồi đó! Lời nói của Chí Tôn Thiên Điện trở nên âm trầm, vài lát sau hắn liền biến mất ngay tại chỗ, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Thạch thảo tập trung cao độ tinh thần, phân phật, dùng mặt cờ bao phủ lấy cái bản thân phòng ngự từ trên xuống dưới. Quả nhiên một nắm đấm màu đen xuất hiện và muốn giết về phía sau ót của hắn. <laughs> tựa như tiếng sấm rền vang thạch hảo tức tốc xoay tròn và mặt cờ lần nữa tung ra đánh nát thiên địa khiến chỗ chí tôn của tiên điện sợ sệt thối lui và biến mất cờ lớn từng nhuộm qua máu của tiên vương hoàn toàn khác với những thứ khác ngay cả chí tôn của tiên điện cũng phải sợ hãi ngay cả dũng khí chém đánh cũng không có tiểu bối ngươi cho rằng nắm giữ tiên khí thì ta không thể giết được ngươi sao mạnh mẽ chỉ nằm ở chính bản thân mình ngoại vật đều là hư thôi chí tôn của tiên điện lạnh lùng nói không còn thấy mặt mũi của hắn đâu nữa đã dùng hợp với thiên địa khủng khiếp vô cùng tựa như hóa thành vũ trụ lớn thạch thạo toàn lực đánh ra một đòn đập tan trời cao vực ngoại đột nhiên chí tôn của tiên điện hiện ra và thân thể của hắn tựa như gặp phải một đòn cực mạnh nào? hắn tức giận có người âm thầm động thủ với hắn thạch thạo hiểu rõ đây chính là người đã âm thầm đưa cờ lớn cho hắn và cũng đang âm thầm tương trợ hắn nắm chặt cờ lớn quét về trước, toàn lực ứng phó đánh giết chí tôn thiên điện. Lần này thân thể của chí tôn thiên điện ngưng lại, bởi vì trong bóng tối đang có hai luồng tràn vực nhanh chóng lao tới và thiếu chút nữa đã giam cầm hồng cố định hắn trong trời cao. Kết quả lúc cờ lớn quét tới thì hắn đã lùi chậm một nhịp, lần nữa bị gió lớn tiên đạo quật ngã nhào. Người trong bóng tối kia đang nhầm vào hắn là Chí Tùng đang quấy rối. Nhưng mà người ngoài không cách nào nhìn ra được, đều cho rằng Thạch Hạo đang làm nên từng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hoang khủng khiếp tới cỡ đó sao? Trong mắt của mọi người, dù cho Thạch Hạo cầm tiên khí trong tay và quyết chiến với Chí Tôn thì cũng chỉ có thua chứ không thể thắng. Giống như đứa bé cầm lợi khí thì hơn phân nữa cũng không thể gây thương tổn cho người lớn được. Nhưng hiện tại lại không phải chuyện như vậy. Chí Tôn của tiên điện đang ăn quả đắng. Khi hư không dập dần gượng sống kịch liệt thì Chí Tôn tiên điện lần nữa bị rối buộc và thời khắc cờ lớn quét tới thì cơ hội đã bị đánh trúng cũng thêm lần nữa bị đánh bay đầy chật vật thời khắc mấu chốt hắn đã lấy ra tấm pháp chỉ để ngăn cản lại một cái đòn đánh của cái cờ lớn kia Rằng rắc pháp chỉ màu vàng vỡ vụn hóa thành từng chấm thần quang vô cùng chói mắt tỏa ra xung quanh người dám hỏi pháp chỉ trần tiên một tấm giấy dụng mà thôi vậy mà ông cũng xem nó như là một cái vật báu lắm không bằng vậy chả là cái gì cả Lúc này Chí Tôn của Thiên Điện cảm thấy căm tức và uất ức, trong bóng tối có Chí Tôn nhằm vào nên hắn vô cùng bị động. Thậm chí hắn còn cảm giác được, không phải hai người kia kiên kỵ tàn tiên thì khả năng đã hạ tử thủ với hắn rồi. Cuối cùng hắn nổi giận, thực sự là quá thảm hại, đã bị gió mạnh của cờ lớn quét trúng mấy lần, với thân phận là Chí Tôn như hắn thì đã mất hết uy nghiêm rồi. Thần chú cổ xưa vang lên và hô ứng với phần cuối thiên địa, cả hai cùng cộng hưởng vùng đất xa xôi chỗ căn cơ của tiên điện có một tòa tiên điện bằng đồng bay lên nó đánh nát hư không và nhanh chóng chạy tới nơi này không xong rồi tiên điện bằng đồng thật sự đã tới rồi đó là tiên khí đó có người rung giọng nói tất cả mọi người đều khờ dại là muốn tiến hành cuộc đối kháng tiên đạo sao lúc này chí tôn của tiên điện tóc tay bù xù quần áo rách rưới sắc mặt tái nhợt nếu không phải tổn thương tới tôn nghiêm của mình thì hắn cũng đã không kêu gọi tiên điện bằng đồng kia nhanh như vậy với thân phận của hắn phải tới bắc hoang lại vận dụng tới độ vật thần thánh như vậy thực sự đã mất hết hào quang rồi khinh thường nhau hơi quá rồi đó lúc này tần trường sinh lên tiếng sắc mặt của hắn lạnh lẽo đầy tức giận hắn từng nói từng tộc không sợ phiền phức dù cho tàn thiên có tồn tại cũng như vậy bởi vì hắn biết tàn thiên không cách nào rời khỏi chỗ dừng chân của mình được đều đang tu dưỡng kéo dài hơi tàn mở Hắn hét lớn một tiếng, triển khai pháp khí tựa như là đang phá bỏ đi một loại phong ứng nào đó, nơi sâu trong tầng tộc chợt chối lỗi hào quang, khi tức thần thánh che kín bầu trời. Thạch hạo giật mình, từng trường sinh có thể mở ra phong ứng của ngũ hành sơn sau. Trên mặt đất là hào quang năm màu ngút trời, tiền khí cuộn trào đầy khiếp người làm cho nhật nguyệt kinh thần phải rung rẩy theo, trời trăng như muốn rơi xuống, vũ trụ bất ổn. Tiếp đó tiên quang năm màu lóe lên quét thẳng hướng tiên điện bằng đồng hồng cướp đoạt lấy thứ này nhìn thấy cái tình cảnh này thì thạch thạo đương nhiên sẽ không đứng nhìn hắn điên cuồng vung đại kỳ thiết huyết đánh giết nhằm về phía chí tôn thiên điện thời khắc này vực ngoại chấn động nhật nguyệt trầm luân tình đấu lu mờ một ít sao lớn nổ tung hàng loạt thiên thể nổ vỡ lần này lại có hai luồng sức mạnh hướng về phía chí tôn thiên điện lại lần nữa giam cầm lấy hắn thạch thạo lại quét trúng chí tôn thiên điện dù cho có cái tòa điện đồng ngăn cản thì kẻ cả địch vẫn ho ra ngậm máu, thân thể bay ngược ra sau. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, không một ai nghĩ tới, chí tôn tiên điện với tóc tai bù xù, khóe miệng ứa máu, lại bị đánh bay và bị thương như vậy. Tiên điện, xưng hoàng xưng bá, từ thái cổ cho tới hiện tại đều là một con quái vật khổng lồ, vẫn cường thịnh chưa bao giờ sụp đổ, vẫn luôn nhìn xuống ba ngàn châu. Đặc biệt là sau khi có lợi đùng, nơi đó có tàn tiên thì ai không sợ chứ, ai dám bất kính đâu, dù cho là hoàng triều trường sinh trên cửu thiên cũng phải kiên nể không muốn trêu chọc nhưng ngày hôm nay và vào ngay lúc này một người thiếu niên đang nghênh chiến ra tay không chút kiên dè chiến đấu cùng với chí tôn của tiên điện không mang sống chết nhưng ngược lại chưa hề chịu thiệt chút nào ông lão của tiên điện lộ ra hình dáng lúc sương mù tản đi thì mái tóc trắng như tuyết gương mặt bốc lên màu đỏ khác lạ khóe miệng thì mang theo vết máu ánh mắt lạnh lẽo cuộc giao kích vừa rồi đã khiến cho khí huyết của hắn sôi rào xương cốt vững chắc bất diệt toàn thân vang lên đùng đùng thiếu chút nữa đã gãy vỡ đi đạo hữu kia nếu đã tới thì cứ buông tay một cách tớ đây đánh một trận thật thoải mái coi đầu. ông lão của tiên điện lạnh lùng quét nhìn bốn phía hai vị trí tôn đang âm thầm nhằm vào nên khiến cho đáy mắt của hắn lóe lên vẻ u ám sát cơ hiển hiện, hiện. tàn tiên đứng đầu ở đương đại ai dám so tài chứ tới hiện tại lại từng có người dám khiêu khích qua uy nghiêm của tiên điện sao nhưng mà người trong bóng tối kia vẫn không hề đáp trả Hai đại chí tôn cũng không có hiện thân Cái lão già chết bầm kia Ông sắp chết tới nơi rồi đi kìa Giọng điệu của thạch hạo đầy ngạo mạn Khiêu khích lão chí tôn của tiên điện <laughs> Thờ đại mà lão phu sưng hùng sưng ba Thì tổ tiên của ngươi cũng không biết Đang ở nơi nào đó Hắn cười lạnh rồi đáp <laughs> Chém gió mà không sợ đứt lưỡi sao dù cho là tàn tiên xuất thế thì cũng chưa chắc đã dám nói là cổ xưa và lâu đời hơn thạch tộc đâu thạch hạo lên tiếng thân sắc của ông lão của tiên điện khựng lại quả thực là như vậy thạch tộc khác với những tộc khác là chủng tộc kéo dài hơn cả một kỷ nguyên có lai lịch cực lớn đáng tiếc bộ tộc này đều chết thảm ở biên hoang nếu không thì thế gia trường sinh làm sao có thể thiếu bọn họ được chứ năm xưa chính là chủng tộc được phong vương mà Trách cũng chỉ trách tổ tiền của người không sáng suốt Nên tự chịu việc vong thôi <laughs> Ông lão của tiên điện cười ha hả Ngập tràn ý lạnh cùng với vẻ trào phúng Thạch hạo đứng ngoài vực ngoại Vung mạnh cười lớn giết tới Sợi tóc bay lượn Ánh mắt sắc bén không gì sánh được Hắn thực sự là đã nổi giận Một trận chiến ở biên hoang Bộ tộc phong vương đã lập xuống những chiến công hiển hách Kết quả lại bị đối xử không công bằng Ngược lại thạch tộc đã trở thành đời sâu tội huyết có thể nói kẻ đứng sau phán xét như vậy thì có tiên điện, có quan hệ với tàn tiên kia nên mới khiến cho thạch tộc phải chịu lấy ẩn khuất và bi phẫn trong năm tháng dày đằng đẵng vừa qua. Thực sự là bất công mà. Đặc biệt là hiện giờ ông lão của tiên điện lại còn nói như vậy nên mới khiến cho thạch thạo ngập tràn sát ý. Lão già vô liêm sĩ, trận chiến ở biên hoang trước đây không lâu, lúc dị dược xâm lớn thì ông ở đâu hả? Sao không dám nghênh chiến đi, chỉ biết chui rút ở phía sau? Hiện giờ vậy mà còn mặt mũi nhắc lại chuyện xưa, ông là cái thá gì mà đòi sĩ nhục tổ tiên của ta hả? Nếu so sánh thì tiên điện các ông cũng chỉ là đám tiểu nhân sợ chết thôi Cũng chỉ biết ăn hiếp những kẻ yếu đuối mà thôi Sau khi cuộc khuyết chiến ở biên hoang kết thúc thì mới dám nhảy ra đây làm dữ Đạo thống của các ông thật sự là một sự sỉ nhục cho cả ba ngàn châu này đó Thạch hạo chửi bới, cười lớn trong tay phần phực vang vọng Cuồng phong gào thét thổi tung từng ngôi sao lớn ở vực ngoại Răng rắc, những sao lớn hơi hơi lớn một chút phát ra tiếng rạn nứt và nổ tung Uy năng khủng khiếp tận cùng tiền điện bằng đồng phát sáng tiến lên đón đỡ và chặn đứng cái chiến kỳ thiết huyết hai bên dân trào tiên vụ ngàn tỷ thần quang tựa như có một vùng biển rộng lớn bất hủ đang sụp sôi tiền khí va chạm chí tôn tham chiến cuộc chiến như vậy tất nhiên sẽ nguy hiểm vô cùng thạch hạo rơi vào trong thế nguy cơ dù sao đối phương cũng là một chí tôn hàng thực giá thực và hắn cũng chỉ mới là tu sĩ cảnh giới độn nhất mà thôi dù sao nếu muốn chiến vượt cấp thì chuyện không thể nào rồi chí tôn đây là một lĩnh vực cực kỳ thần bí sự mạnh mẽ của bọn họ là điều không thể chối bỏ trong lĩnh vực nhân đạo tuyệt không thể vượt qua được bởi vì chỉ có sinh linh tới cảnh giới này thì mới có khả năng chạm tới tiên đạo nhìn khắp cửu thiên thập địa từ cổ chí kim ngàn tỷ tu sĩ vì sao hiện giờ cũng chỉ có một vài chí tôn đều là những thiên kiêu một đời được sinh ra không cùng một thời kỳ bọn họ đều là những nhân vật chính ở trong thời đại của chính mình nhân vật như vậy nếu như bị người khác vượt cấp đánh giết sát phạt vậy thì còn có thể xưng là chí tôn sao cho nên sau khi ông lão của tiên điện gọi tới tiên điện đồng thì tình cảnh của thạch hạo lập tức gây go, vô cùng nguy hiểm. Tiểu bối, nạp mạng đi! Ông lão hét lớn, dùng điện đồng ngăn chặn cờ lớn, hai bên dâng lên tiên quang vô lượng tựa như là đại dương rít gào, mãnh liệt sôi trào. Đồng thời hắn tung cái bàn tay chụp về phía thạch hạo, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện ra hai đại chí tôn trong bóng tối kia đang kiên kỵ sợ tàn tiên xuất thế nên không còn ra tay nữa mà ngũ hành sơn của từng tộc sau khi chấn động mãnh liệt thì đã yên tĩnh trở lại hắn biết hơn phần nữa tàn tiên đang ở căn cơ của tiên điện phát sinh ý thức và làm kinh sợ bọn họ chính xác ngay lúc nãy trong thiên địa đã sản sinh ra một luồng gợn sống kỳ bí tuy rằng rất là nhẹ thế nhưng đã kinh sợ không ít bá chủ đó chính là ý chí của tàn tiên đã thức tỉnh hoặc là cái vị tồn tại đang ngủ đông kia sẽ xuất thế. Trong lúc tình hình của trận chiến trở nên căng thẳng, tình cảnh của Thạch Hạo trở nên đáng lo thì đột nhiên, thiên địa chợt rung chuyển và ông lão của tiên điện rung lên bần bật, đồng thời ứa ra đầy máu tươi. Lòng tóc dựng thẳng, sợ hãi cùng cực, bởi vì hai đại chí tung trong bóng tối kia lại xuất thủ lần nữa, lần này cũng không hề giống lần trước, là muốn không chết không thôi, muốn lấy tính mạng của hắn sao? Hai người kia muốn quyết chiến với hắn sao? hai tia sáng hiện lên mang theo tiên khí, mang theo điềm lành mờ mịt chém tới, không thể tránh thoát, cực kỳ nguy hiểm. Cũng trong lúc đó, thiên địa rung rẩy, ngũ hành sơn nơi sâu trong tầng tộc lại trôi nổi và mang theo uy thế bàn bạc tiến ra vực ngoại, muốn trấn áp hết thảy. Món tiên khí này chẳng hề tầm thường chút nào, mặt trên của nó hiện lên một bóng người như có sinh linh mạnh mẽ nào đó muốn xuất thế. Đồng thời cơ lớn trong tay của Thạch Hạo bay phần phật, quấn quanh tiên điện bằng đồng, Tiếp đó tay kia của Thạch Hạo hiện lên kiếm thay đại la ống ánh chói mắt chém mạnh tới. Các người giam! Ông lão tiên điện hét lớn, sắc mặt biến đổi. Hắn cho rằng hai vị trí tôn cùng với người của từng tộc sẽ sợ hãi kiên dè tàn tiên. Nhưng ai mà có dè, trước kia cũng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, bọn họ thực sự dám giết hắn. Đối phương xuất thủ rất là nhanh, dù cho hắn đã tránh né đúng lúc thế nhưng vẫn trúng chiêu, ít nhất diệu thuật của hai đại chí tôn kia đã khuấy động khiến cho hắn không thể né kịp. Trong tiếng ầm ầm thì hắn không chỉ ho ra đầy máu mà thân thể cũng không ngừng bốc lên sương máu là bị chấn cho ra ngoài. Đương nhiên uy hiếp lớn nhất là tới từ ngũ hành sơn kỳ dị kia, tự như có một vị chân tiên đã mở ra được phong ứng và tiêu diệt về phía hắn khủng khiếp vô cùng. Thời khắc máu chốt, hắn đã tránh né được ngũ hành sơn, thế nhưng lại bị bí thuật của hai đại chí tôn bao phủ, thân thể rung lên bần bật không ngớt, máu tươi bắn tung tóe đã hủy diệt không ít sau lớn vượt ngoại. Xoẹt một tiếng, hắn nhằm về phía tiên điện bằng đồng hồng trốn vào bên trong, né tránh sự đánh giết của ngoại giới. Lão già chết bầm này, ông còn muốn làm con rùa rụt cổ nữa sao? Thạch hạo vung mạnh cờ lớn ngăn cản hắn lại bởi vì chiến kỳ thiết huyết đang cuốn lấy điện đồng. <laughs> tiên điện bằng đồng rung lên bần bật, đẩy lá cờ ra và lộ cửa vào. Ông lão của tiên điện không hề nói lời nào bỏ chạy thẳng vào trong nhưng mà vào lúc này ngũ hành sơn phát sáng phóng tới năm luồng tiên quang chứng cho điện đồng rung lên bần bực dẫn tới thân thể của ông lão của tiên điện bên trong rung lên theo trên người ngập tràn vết rách máu phùng xối xả xoẹt một tiếng cũng trong lúc đó thanh kiếm thai đại la không mấy bắt mắt trong tay thạch hạo bùng phát ra ánh sáng rực rỡ rồi chém ra một kiếm nó sẽ rách cương khí hộ thể và xuyên thủng thân thể của ông lão khiến cho hắn hét thảm một tiếng Ngươi! các người hắn đột nhiên quay đầu căm tức nhìn thạch hạo bởi vì hắn biết hai vị trí tôn trong bóng tối kia đang âm thầm gia trị kiếm thần để trọng thương hắn thương thế này quá nghiêm trọng đã tổn hại tới bản nguyên của hắn rồi thế nhưng sự tình vẫn chưa chấm dứt đúng lúc này hắn cảm thấy sát cơ lan tới tận xương hắn gào thét bên ngoài cơ thể tỏa ra phụ văn và bốc cháy hừng hực hồng tránh né sát kiếp bởi vì bí thuật của hai vị chí tôn trước kia vẫn luôn cuốn lấy hắn có một phần chân lực chưa hề tiêu tan cứ như là rùi bu lấy mực hiện giờ lại bùng phát hóa thành kiếm thần hồng cắt đứt thân thể của hắn ra trong giây lát đó hắn nhanh chóng bảo vệ những chỗ yếu hại hai tay bồng trốc rồi vỡ nát hóa thành mưa máu tựa như là thằng lằn đứt đuôi vậy hắn dùng hành động này để tự vệ quá chật vật và cũng quá uất ức ít nhất đối với một chí tôn như hắn thì đây là sự sỉ nhục không thể nào chịu đựng nổi không ngờ lại gặp phải kiếp nạn này cánh cửa điện đồng đóng kín và vừa khéo để ngăn cách tầm mắt của những người bên ngoài. Ông lão của tiên điện tức giận vô cùng, hắn thân là chí tôn thế nhưng lại chịu phải nhục nhã như vậy, sao có thể chấp nhận được chứ? Cổ tổ, người có thể hành động rồi, kính xin xuất thế. Ông lão của tiên điện nói nhỏ, tiếp đó là ngâm tụng một loại cổ kinh để khai thông với nơi căn cơ của tiên điện, Nơi đó có tàn tiên là chân thân đang trầm miên thế nhưng lại có một vật dấu ấn ý chí đang tỉnh táo để cảm thụ toàn bộ ngoại giới. Tờ pháp chỉ trước đây không lâu chính là nói truyền xuống. Trong thiên địa tự như có trống tiên nổ vang chấn động cả ba ngàn châu, tự như là thần đinh cường thịnh hiện lên và muốn xuất thế, Tựa như có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn thiên binh đang gào thét. Trong giây lát, một nơi nào đó ở ba ngàn châu dân trào tiên quang, Điềm lành cả ngàn tỷ sợi, có một luồng khí tức tiên đạo che kính trời xanh, sọc thẳng lên thương vũ. Tàn tiên xuất thế rồi! Thời khắc đó, dù cho là giáo chủ cũng phải rung rẩy có người rung giọng nói như vậy. Dù cho một vài bá chủ thì thời gian gần đây cũng mới nghe được tiên điện có tàn tiên ngũ đông, vẫn luôn trầm miên và tới hôm nay mới được chứng thực. Đầu tiên là pháp chỉ xuất thế, tiếp đó là tiên huy ngút trời, âm thanh pon pon tựa như là tiếng trống của thiên đình đang đánh, đó là tàng tiên đang vương mình đang thức tỉnh chấn động cả nhật nguyệt tinh thần lúc này vạn linh rung rẩy chúng sinh rung động tựa như tận thế của thiên địa đã giáng lâm toàn bộ kỷ nguyên đều đi tới điểm kết thúc đây chính là uy phong thiên đạo về phía rất nhiều sinh linh của ba ngàn châu thì chưa bao giờ trải nghiệm qua đời này làm sao có thể nhìn thấy được tiên nhân chứ cuối cùng thì cái loại áp lực kia tiêu tan ít nhất đối với phạm nhân thì cũng chỉ ngột ngạt đôi chút rồi khôi phục lại vẻ bình thường cảm giác như núi lửa chợt hiện lên trước mắt rồi sau đó là biến mất. Nhưng với những tu sĩ mạnh mẽ thì cái cảm giác ngột ngạt ấy lại tăng mạnh. Bọn họ biết thực sự đã xảy ra đại sự rồi, tàn tiên đang rụt rịch và đang tới gần. Muốn tới căn cơ cổ địa của từng tộc. Cũng không phải là uy hiếp, cũng không phải là nói suông tới thiệt rồi. Một vị lão giáo chủ lớn tiếng nói, không có chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này. Chừng tiền đột kích ai chống lại được đây? Đương nhiên có một nhóm người lại vô cùng cao hứng, đó là những đạo thống căm thù thạch hạo, hiện giờ ai nấy đều mừng rỡ, nội tâm chập trùng sống lớn, không ít người nắm chặt nắm đấm. Hiện giờ sinh linh bình thường không cách nào cảm nhận được cái luồng khí tức này, chỉ có những người cao cấp nhất mới có thể nhận ra được, có một con quái vật đang tới gần. Tàn tiên xuất thế, kinh thiên động địa, thế nhưng hắn lại ẩn giấu đi khí thế thiên đạo, không có để mặt cho nó lan tràn, bởi vì thân thể của hắn đang bị bệnh, năm đó đã bị đánh cho tới tàn phế nên bất kỳ sức mạnh tiên đạo nào cũng không thể phung phí được. Đồng thời hắn cũng không muốn quá phô trương rêu rau quấy nhiễu ba ngàn châu. Tới tầng thứ như hắn thì chính là cảm ngộ đại đạo, kết thành nhân quả. Nếu như khiến cho chúng sinh ba ngàn châu sợ hãi, nâm nấp lo sợ trong lòng, thì chắc chắn sẽ sản sinh ra một ít biến cố của trực tự thiên địa. Loại nội liễm này không thể nào giấu giếm được đám người tầng trường sinh thạch hạo, bởi vì tàng tiên không hề kiên dè gì bọn họ cả, và tới đây cũng chính là vì bọn họ. Tàn tiên quá khủng khiếp, hơi động một chút là vượt qua cả mấy châu, tốc độ quá nhanh nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Chí Tôn cảm nhận được, bá chủ cảm nhận được, thanh hạo cũng cảm nhận được. Loại khí tràng kia rất là mạnh mẽ và cũng rất lớn lao, tựa như đại vũ trụ sinh ra ý chí và giáng lâm từ vực ngoại. Quét ngang bác hoang, cả thế gian không một địch thủ. <laughs> Trong cung điện bằng đồng truyền ra tiếng cười lạnh lùng chói tay, đồng thời rất là điên cuồng. Đó là ông lão của tiên điện. Tuy rằng hắn đang trốn ở bên trong điện đồng, thế nhưng vẫn có thể cảm ứng được tàn tiên đang tiến lại gần, chuẩn bị giá lâm nơi này rồi. Sao lại như vậy được chứ? Không phải tàn tiên đang chết giận chết mòn sao? Không cách nào rời khỏi nơi trầm miên sao? Hắn lại xuất thế rồi. Có người nói nhỏ, đây là một vị bá chủ hiểu khá rõ ẩn tình. Không chỉ hắn mà còn có những người khác nữa, bao quát hai vị chí tôn tới từ cửu thiên cũng rất ngạc nhiên. Chuyện này quá khác thường, tàn tiên có thể rời khỏi vùng đất cổ sao? Sắc mặt của từng trường sinh nghiêm nghị, chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, tuyệt không ngờ rằng sẽ có hậu quả như vậy. Đắc tội tiên điện thì sẽ gặp phải một vị tàn tiên sao? Đây là một chuyện vô cùng khủng khiếp, ngày sau ai còn dám trêu chọc nữa chứ, ai có thể chống lại được đây? Các ngươi đều phải chết, một tên cũng không trốn được đâu! bên trên cung điện đồng đầy gỉ xanh truyền tới lời nói lạnh như băng của ông lão kia hiện tại hắn rất điềm tĩnh bởi vì hắn biết dù cho nơi này không chỉ có một vị trí tôn đi nữa thì cũng không thể nào đối phó được với chân tiên tới lúc đó ai dám ra tay thì việc kẻ đó đều phải bị quét ngang hôm nay nhất định là ngày lập uy của tiên điện bọn họ sắp rồi một chiếc chiến xa nhanh như chớp sẽ rách bầu trời nghiền ép thời gian xuyên thủng không gian trưởng áp vạn vật thế gian mang theo khí hỗn độn đã tới một châu này rồi bác thức thiên mã giẫm đạp trời cao mỗi một con đều mọc lên vảy rồng trên đầu mọc ra chiếc sừng nơi lưng mọc ra cặp cánh tựa như cánh phượng hoàng đầy rực rỡ đây là một đám thần thú siêu phạm thoát tục đang kéo lấy một cái chiếc chiến xa màu bạc lao tới gần đây thiên mã hình thái không giống nhau có giống lông có giống sư có giống mã thế nhưng ai cũng biết cái loại sinh vật này vô cùng quý giá dù cho ở cổ đại, ở niên đại ông ánh nhất kia thì cái loại sinh linh này cũng cực kỳ ít. Nghe nói thuần huyết thiên mã chân chính vốn là vật cưỡi chuyên dụng của chiếc cường giả, chúng nó có thể đạp sau mà chạy, tốc độ cực nhanh. Thậm chí có lời đồn nói rằng, trong cổ giới mà tiên nhân sinh sống thì chắc chắn không thể nào thiếu được hung thú thiên mã này. Đó là một sinh linh cực kỳ cần thiết để thay thế việc đi bộ. Hoành tráng thiệt nha, gốc gác của tiên điện thăm hậu thiệt á. Ngay cả bác thất thiên mã mà cũng có nữa Xưa nay chưa thấy bọn họ sử dụng bao giờ Mọi người tháng phục Nội tâm chấn động <laughs> Tiếp đó tám con cổ thú lao vút tới Vùng trời rãn nứt Khi thấy mênh mông đè ép thế gian Rất nhiều tu sĩ tới từ các giáo đứng ngoài sơn môn Của từng tộc đều run rẩy. Vào đúng lúc này Tiếng bụp bụp Không ít người sủi lơ trên mặt đất Không cách nào chịu nổi uy thế này hơn nữa đây là dưới tình huống vị tàng tiên kia đã nội liễm lại khí tức rồi. Hắn đang ngồi xếp bằng bên trong chiến xa màu bạc chứ không hề lưu động thiên quan. Nếu không phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ rung lẩy bẩy. Chớp mắt, bác thức thiên mã dừng lại thì móng vuốt ghi chặt trong hư không khiến nơi ấy nổ nát. Loại cảnh tượng này không thể nào tưởng tượng ra được. Tám con thiên mã có những vảy xanh xếp lớn, có những cái vảy thì đỏ đậm như máu tựa như dao lông. Nếu như gian cánh rộng ra thì sẽ uy mãnh vô cùng. Mỗi một con đều đứng đầy hiên ngang tựa như từng ngọn núi lớn khiến người chấn động, chỉ có thể ngước nhìn. Thú cưỡi của Trần Tiên khủng khiếp thiệt nha. À? Mọi người kinh hãi không thôi, bởi vì tới lúc này bọn họ không cách nào nhìn ra được tu vi sâu cạn của tám con sinh linh này. Thiên mã ngang trời, dõi mắt nhìn sinh linh vạn vật. Thiên mã to lớn, chỉ cần một chiếc móng cũng đủ dẫm nát cả một ngọn núi, từng con hùng vĩ và thần tuấn, ánh mắt chúng sắc bén ngạo nghễ đứng ở đó, ở phía sau là chiếc chiến xa màu bạc khổng lồ và cổ xưa, mang theo phong cách tang thương cổ lão, cô động những chiến tích huy hoàng từ ngày xưa. Đây là chiếc chiến xa từng trải qua cuộc chiến tiên cổ, nên còn sót lại hàng loạt vết tích loang lỗ, ghi lại những quá trình vì sự gục rửa do ngọn lửa chiến tranh của xưa kia diễn ra. Những vết búa gõ, tên bắn vẫn còn rất nhiều. Đám người thạch thạo từng trường sinh chứng kinh trong lòng và đôi chút hiểu được Chừng tiền có thể xuất thế hay không Cũng có quan hệ với cái chiếc chiến xa này Nó có thể ôn dưỡng và bảo vệ nguyên thần Cùng tàn thể cho hắn Cánh cửa điện đồng mở to Và ông lão kia bước ra Rồi quỳ sát trong hư không Tiến hành đại lễ đầy trang nghiêm Về phía cái chiếc chiến xa kia Bài kiến lão tổ Hắn rung giọng nói Khoan Còn không mau qua đây Bên trong chiếc chiến xa màu bạc truyền tới lời nói lạnh lùng đầy da nua, thế nhưng lại vô cùng khiếp người. Âm thanh ngang ngang, thế nhưng lại khiến cho toàn bộ sinh linh đều run rẩy. Là tàn tiên cất lời, đang mệnh lệnh cho người trẻ tuổi của hậu thế tiến lại. Thạch thảo thở dài, nào có người tới lại có cái loại sinh vật như vậy xuất thế và tới đây vì hắn. Lần này hơn phân nữa là lành ít dữ nhiều rồi. Trong tiền giáng thế, dạng linh tế bay, mọi người thật là to gan bằng trời, cậu không mau lễ kính đi ông lão của tiên điện quát lớn tiếp đó tập trung về phía thạch hạo rồi quát lên mau quỳ xuống rồi lên lại đây tất cả mọi người đều trùng mình một cái có không ít cường giả nhanh chóng quỳ xuống hành đại lễ dù là một ít giáo chủ cũng cúi đầu quỳ lại đây chính là uy thế của tàn tiên dù cho không có ra tay thì cũng có thể bể nghĩa thiên hạ uy hiếp ba ngàn châu chân tiên không nói gì cả chiếc chiến xa màu bạc kia mang theo khí thế của tuyên cổ bất diệt ngập tràn ra sương mù bao phủ khu vực này khiến cho toàn bộ càng khung rung nhẹ. Khí tràn của hắn quá mạnh mẽ, dù cho tiên khí đã nội liễm thì vẫn có thể khiến cho đại đạo rung theo, hiệu lệnh càng khung kinh sợ khắp đất trời. Trong lúc này, tàng tiên cũng không nói thêm cái gì nữa, mà ngồi xếp bằng bên trong chiến xa rồi lặng lặng đợi thạch hạo quỳ sang đây. Thời khắc này trong thiên địa trở nên tĩnh lặng, không một ai dám thở mạnh, vô số sinh linh quỳ lạy bên trên mặt đất. Những tu sĩ kia không một ai là kẻ yếu, đều tới từ các giáo và là các chủng tộc khác nhau. Nhưng mà hiện tại ai ai cũng cúi đầu, không dám nhìn lên trời cao, dù cho ý nghĩ liếc nhìn thiên mã cũng không dám nảy sinh, mỗi người đều nằm rạp dưới thương vũ. Tám con thiên mã với hình thể cường tráng, mạch máu như thép, vẫy rồng nằm dây kính, đứng yên lặng giữa hư không. Bọn chúng cũng đã tiếp nhận hành lễ của mọi người. Thạch Hạo yên lặng đứng nơi đó, hắn đang gặp phải nguy cơ vô cùng to lớn, sao chống lại được đây? Chưa thấy quan tài chưa đấu lại Nhìn thấy chân tiên mà không chịu quỳ chào Đây là tổ diễn tộc Ông lão của tiên điện quát lên Lúc này không một ai dám nói thêm cái lời nào Có ai dám đứng ra chứ Đối mặt với tàn tiên đầy mạnh mẽ này Không một ai là đối thủ Đều nơm nớp lo sợ Rất nhiều người quỳ rạp trên mặt đất Chẳng dám mở lời chút nào Dù cho là hai vị trí tôn tới từ cửu thiên Cũng đã biến mất chẳng thấy tâm hơi đâu Hai người kia cũng chẳng hề mù quáng bởi vì bọn họ đều biết hiện tại mà hiện thân cứu thạch thạo thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa chỉ có thể đẩy bản thân vào con đường chết mà thôi chỉ có lùi về lại cửu thiên thì mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này bọn họ từng nghe nói qua trong tình huống bình thường thì tàn tiên của ba ngàn châu sẽ không rời đi từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì dáng vẻ trầm miên một là vì bọn họ đều là thân tàn khó có thể đi xa hai là trên cửu thiên có cấm khu sinh mệnh đang chứng nhiếp bọn họ vì phía tàn tiên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn Và trước khi ung dưỡng thân thể tốt trở lại Thì cả đời sẽ không thể lên cửu thiên được Tội diện tộc Dựa vào dự cái gì chứ Vì sao ta phải quỳ Thạch Thảo cướp lời đầy lạnh nhạt Và cũng rất bình tĩnh Chẳng hề lo sợ hay hoảng loạn gì Việc này khiến cho mọi người chấn kinh Hắn cũng dám mở miệng luôn sao Dù gì đó cũng là tàn tiên Hiện giờ hắn lại dùng giọng điệu đó để chống đối nữa chứ Ngươi quả thật đã ăn nhầm gan tiên rồi mà, đối mặt với một vị cao thủ cái thế như vậy mà cũng dám ăn nấu ngông cuộn như vậy. Lời nói của ông lão tiên điện rất lạnh, nói tiếp. Cả thế gian này đều biết, thế chân tiên thì phải quỳ lại, đó là tiền bối, là cao thủ vô thượng, cũng là tiên hiền từng bảo vệ quốc gia, có công tích cái thế. Ngươi cuồng giọng vô tri lại dám làm trái, lớn mặt vô lễ, muốn nghịch chuyển đại thế hả? Lời nói như vậy tựa như là lôi âm chấn động cả thiên địa, hắn đang uy hiếp Thạch Thảo. Tiên hiền có công tích lớn hả? Thạch Thảo không hề sợ hãi cái gì cả, trái lại cuồng cười lớn đầy lạnh lùng cùng với thất vọng, nói <laughs> Những tiên hiện có công tích lớn đều chết cả rồi, có chết trước tiên cổ, có chết trận ở đương đại này, chung xương ở biên hoang. Đối với một cường giả không dám xuất chiến thì ta có lý do gì phải quỳ gối trước mặt hắn chứ? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ông lão của thiên điện quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo như điện xẹt, hắn muốn áp chế thạch hạo. Ta đương nhiên là biết chứ, lẽ nào những gì ta nói đều là giả dối sao? Thạch hạo không sợ chút nào, ngẩng đầu nói tiếp. Nếu như thật mà muốn không mạng sống chết thì đã quyết chiến với kẻ địch rồi, hiện giờ sẽ không còn tàn thiên gì gì đó nữa, chỉ là nội đấu xưng hùng mà thôi. Ta từng nghe qua trận chiến ở tiên cổ, côn bằng trọng thương vì bị người phục kích trọng thương ở kỷ nguyên này, Nói như vậy cũng là công lao của tàn tiên Hoặc là sự tàn phế của hắn Chính là do công bằng gây thương tích Thạch hạo chẳng hề đếm xỉa gì cả Thứ gì cũng dám nói Dù cho đang đứng trước mặt tàn tiên cũng dám Rất nhiều người bên dưới đều trắng tái mặt mày Quỳ rạp trên mặt đất Không dám làm ra chút động tĩnh nhỏ nào cả Chỉ một thiếu niên mà dám chỉ trích tàn tiên như vậy Bảo vệ quốc gia sao Thật ra ta cũng từng nghe nói qua cái mà được gọi là tàn tiên từng định tội qua những hậu duệ của cường giả có công Khi phong dương giả tự trần thì hắn cảm thấy mình có thể xưng bá thế gian này sao <laughs> Người như vậy ta phải quỳ lại sao Trận chiến ở biên hoang đương đại này thì hắn đang ở đâu Không thấy bóng dáng đâu cả Hiện giờ khi thiên hạ đã được bình định thì lại xuất thế làm mưa làm gió Chân tiên này quá giỏi rồi Một cường giả cái thế như vậy không đáng để được nhắc tới đâu Nếu mà như vậy thì ta thà rằng đi quỳ gối trước những lão binh Chẳng hề có tiếng tâm gì ở biên hoang kia còn hay hơn thảo chẳng chút nể nang nói lớn, ưỡn ngực thẳng lưng khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Hết tập 390, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát